phân khúc MPV tháng 2, Mitsubishi Xpander 1.5, giữ vững ngôi đầu. Mitsubishi Xpander vẫn là một thế lực, không thể lật đổ trong phân khúc xe đa dụng, tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh phiên bản 2022 của Mitsubishi Xpander đã được đăng ký bản quyền tại Việt Nam, thì mẫu xe tiền nhiệm vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ trong phân khúc MPV. Nhu cầu mua xe trầm xuống sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán không còn quá xa lạ, và đây là xu hướng chung của toàn thị trường. Kết thúc tháng 2 năm 2022, Xpander tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam. Thậm chí, lượng xe Xpander bán ra còn nhiều hơn, tổng doanh số của tất cả các mẫu xe đối thủ, trong phân khúc cộng lại với 828 xe bán ra, giảm 591 chiếc so với tháng đầu năm 2022. Các mẫu xe khác nằm trong danh sách này bao gồm Suzuki XL7, Suzuki Ertiga, Toyota Innova, Toyota Avanger và Toyota Rush. Với tổng doanh số là 581 xe, kém 247 chiếc so với lượng xe MPV nhà Mitsubishi bán ra. Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng Xpander nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng Việt nhờ sở hữu diện mạo hầm hố giống SUV, 7 chỗ ngồi, vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều trang bị, công nghệ tiên tiến khác. Hiện Mitsubishi Xpander đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản bao gồm 2 bản thường sử dụng 2 hộp số khác nhau là số sàn và số tự động cùng một phiên bản Xpander Cross to lớn và hầm hố hơn. Phiên bản cập nhật 2022 của Mitsubishi Xpander sẽ sớm được ra mắt khách hàng Việt trong thời gian tới và được hy vọng vẫn sẽ tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất hàng tháng trong phân khúc MPV. Sau đây là doanh số các mẫu xe tháng 2 năm 2022 của Mitsubishi Xpander bán 828 xe, chênh lệch 519 xe, với doanh thu tháng 1 năm 2022 là 1.419 xe. Suzuki LX7 bán 376 xe, chênh lệch 516 xe, với doanh thu tháng 1 năm 2022 là 892 xe. Toyota Innova bán 136 xe, chênh lệch 82 xe, với doanh thu tháng 1 năm 2022 là 218 xe. Suzuki Ertiga bán 54 xe, chênh lệch 30 xe, với doanh thu tháng 1 năm 2022 là 84 xe. Toyota Rush bán 14 xe, chênh lệch 436 xe, với doanh thu tháng 1 năm 2022 là 450 xe. Toyota Avanza bán 1 xe. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.